Game nào mà chẳng bịp, game nào mà chẳng soi. Quan trọng là người chiến thắng phải tìm được cách đánh trái máu với thằng bị soi. Vậy game nào là dễ ăn, game nào là dễ thắng? Đó là game ăn non vẫn là bí kíp số 1 của người chiến thắng anh em nhá. Chào chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình đang ở sảnh đó là Kawin anh em ơi, một game mà giúp em kiếm tiền online tại nhà khá là uy tín. Anh em có thể gọi là tải game về để săn những cái phần quà này nhá, bởi vì là nó đang rất chi là hot luôn. Như kiểu là một sự kiện này, anh em sẽ báo danh hàng ngày thì sẽ nhận được xu đó. Đây là một cách để giúp em kiếm tiền online mà không cần vốn đó, cho nên là cũng có thể gọi là tích lũy từng ngày đó. Chia sẻ Facebook sẽ nhận được thêm 3k đó. Có gift code thì anh em sẽ dán vào đây sẽ nhận phần quà tương tự gift code. Tiếp đến mục thông báo này thì những bạn nào mà chưa liên kết bằng số điện thoại thì anh em có thể liên kết ngay vào để nhận 6.868 đồng. Chia sẻ Facebook nhận 3.000 đồng mình cũng nói trên rồi. Khảo sát nhận thưởng này thì Kwin68 chủ động liên hệ với anh em và thực hiện phỏng vấn ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, đó sẽ trao tiền thưởng ngẫu nhiên nhá. Lên tới con số là 8.888.000 đồng, khá là ngon đúng không nào? Hay là một vòng quay may mắn này. Đó, tích điểm vòng quay nhận quà mê say. Đại lý toàn quốc giàu to không lo về vốn, em chia sẻ liên kết bằng mã QR sẽ nhận được ngay hoa hồng lên tới 30%. Đó khá là ngon đúng không nào? Hay là một thông báo nạp siêu tốc này, tuân thủ hướng dẫn đại lý và những lưu ý nhắc nhở khi mà anh em chơi game. Ok, tiếp đến là mục nạp tiền. Anh em muốn đầu tư em kiếm tiền thì chắc chắn là phải nạp tiền một chút rồi. Đó, nạp siêu tốc chỉ trong vòng 30 giây này, hay là thẻ cào MoPay dạo Viettel Pay, QR Banking và Banking. Họ có rất nhiều cổng nạp cho anh em để anh em lựa chọn anh em ha. VIP Club thì cố gắng lên VIP càng cao số tiền thưởng nhận được càng lớn luôn. Một cây tiền này thì em có thể gọi là vào đây để mà chặt cây tiền mỗi ngày, biết đâu nổ bất ngờ đúng không nào? Nó thư thì mọi hoạt động của game cũng như là lịch sử rút tiền họ sẽ gửi về đó nha. Ngày hôm nay mình sẽ vào mình chơi cái trò quay tú cho anh em coi này. Đó, thì mới vào trên này khả năng cao là mình sẽ đặt chim đi, đặt đâu đó khoảng 400k vào chim và đặt thêm 10k vào những cái con này anh em ha. Ok, mình đặt xong rồi đấy, đặt như thế nhá để xem là có kiếm được lời hay không. Nếu mà vào thú thì thôi chấp nhận mất hết anh em ơi. Ôi giờ ôi chim rồi, nhưng mà ui tại sao không vào chim công, vào đúng chim đại bàng, đúng cái mục mà mình không cược. Trời ơi, mà tôi ăn được cái mục to là cũng ngon rồi nhá, ăn được cái mục to là cũng khá là tuyệt vời rồi. Mấy kia mất thêm 40 thôi cũng không sao. Trận này có khả năng là mình chuyển sang thú mình đặt nhá, mình sẽ đặt tầm 200k vào thú, còn những cái mục con kia thì thôi mình không đặt nữa. Đấy, cùng xem nào anh em ơi. Ok thì chắc chắn là vào thú thôi, vào con thỏ này. Thế được thêm 200k nữa này, khá là đơn giản đúng không nào? Đó. Ăn ngon ngay, bạn gọi là khởi đầu nan khá là như mơ. Khi mà thời điểm hiện tại mình đang được đến 6 lít rồi, đó. Thì anh em chơi những cái trò game bài như thế này, em cứ bình tĩnh em đặt cược em nhá. Quan sát kỹ lưỡng rồi đặt cược, chuẩn xác thì anh em ăn thôi. Đấy, chứ em nhiều khi em nóng vội là vỡ mồm đấy. Cứ bình tĩnh thôi anh em ạ. Đó, bình tĩnh rồi sẽ giải quyết được cái vấn đề. Ôi trời ơi, trận này mình đặt thú thì nó lại vào chim rồi. Nhưng mà rất may là đặt có 100k, chứ đặt nhiều là vỡ mồm rồi đấy anh em ạ. Ok, bắt đầu đặt cược này. Khả năng cao là trận này mình sẽ cược vào đó là cược thú nó à, cược chim này đi. Chơi trò bột miệng rồi em ơi, không biết là nó có về hay không. 400k cược chim này, 400k vào cửa chim. Đừng bảo là ok, vậy là chim rồi nha anh em ơi. Đấy, lại chim đại bàng tiếp. Ngon ngay. Đó, được chim đại bàng thì lại lộ 400k vào tài khoản. Ngon ngay em ạ. Đấy, loanh quanh là ngày hôm nay lộ mà gần một củ nha anh em ơi, gần một củ rồi. Thì bây giờ gọi là phải ăn được thì phải giữ được mà thôi. Chứ không nó để nó tiền nó bay đi mất thì ối ôi lắm anh em ạ. Đó, trên này mình đặt 100k vào cửa chim tiếp tục này. Và mình cũng đặt thêm vài cái ván nữa thôi, tầm 3 4 ván gì đó em ơi. 3 ván gì đó, sau đó là mình cũng ăn non mình chạy thôi nha. Đấy, tiếp tục lại chim bồ câu thì được 1 lít nữa. Tuyệt vời luôn ạ. Quá ư là ngon. Trời ơi.
Đấy, bây giờ là cứ kiếm được rồi là chẳng tội gì mà không áp dụng cái chiến thuật ăn non cả anh em nhỉ. Đấy, mình sẽ áp dụng chiến thuật ăn non từ đây thôi. Mình trận này anh em để ý là mình đặt có 50.000 vào cửa, đó là cửa thú à. Thì bây giờ nó gọi là được thêm đồng nào hay đồng đấy. Còn đầu ra là mình ăn non từ cửa nãy rồi anh em ơi. Nó để anh em xem nào. Ok, như vậy là nó lại vào chim anh em ạ. Thì thôi chẳng sao cả, mất có 50.000 cũng chẳng có gì để nuối tiếc anh em nhỉ. Đấy, bình tĩnh nha. Bây giờ mình chỉ đặt cái mức cược đó là 50.000 thôi. Được thì ăn mà không được thì thôi vậy. Chẳng sao cả. Đặt vậy cho nó chắc cú anh nha anh em. Đặt vậy cho nó gọi là ăn được tí nào hay tí đấy. Còn đâu ra là anh em cứ ăn non áp dụng chiến thuật như mình. Nó rất chi là ok. Ok anh em ơi, để xem trận này nó nổ vào đâu nha. Như vậy là nó nổ về thú rồi. Thế được thêm 50.000 nữa. Ngon ngay lụm kèo lụm kèo. Mình sẽ đặt thêm một cái ván này nữa nha. Đó. Mình đặt đồ đó khoảng số tiền lẻ mình đang có đấy, 160k. Nếu mà được ăn thì nó quá ngon rồi. Còn không ăn thì thôi phải chịu vậy. 160k này anh em ha. 150, 160k. Có cái cửa đó là cửa thú này. Ok, bấm nhầm thêm 10k nữa là 170 rồi, tôi cũng chẳng sao anh em ạ. Ôi giời ơi, vậy nó vào chim rồi. Thế thôi nha anh em, mình cũng gọi là biết điểm dừng thôi. Sau khi mà ăn được cái số vốn này như thế này, nó quá ok rồi. Chẳng tội gì mà mình phải lao đầu tiếp vào cả anh em ạ. Đó, video clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi nha anh em. Bye bye anh em và hẹn gặp anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.